Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát sóng chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Đài Thiên văn Hồng Kông ghi lượng mưa 158,1mm trong một giờ từ 23 giờ thứ Năm đến sáng sớm thứ Sáu, cao nhất kể từ khi đặc khu hành chính Trung Quốc lưu giữ kỷ lục vào năm 1884. Một số khu vực đối phương của đảo Hồng Kông Cửu Long và vùng lãnh thổ phía Đông Bắc đã ghi nhận lượng mưa hơn 200mm kể từ tối thứ Năm. Tổng lượng mưa vượt quá lượng mưa mà toàn bộ thành phố thường được nhận trong một số tháng nhất định. Đài quan sát Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đen tối ngày thứ Năm và chính quyền đặc khu hành chính đã đưa ra cảnh báo tình trạng cực đoan vào ngày thứ Sáu. Cảnh báo này sẽ duy trì ít nhất cho đến 18 giờ. Một số người dân đặt câu hỏi về tính năng đáp ứng kịp thời của cảnh báo, các cơn bão khác và những cảnh báo sớm đã được đưa ra cho họ. Ngày thứ Sáu, lũ lụt nguy hiểm xảy ra tại ga tàu điện ngầm Hong Tai Sin ở Hồng Kông. Một đứa trẻ được bế trên mặt đất. Kể từ tối ngày thứ Năm, Hồng Kông tiếp tục mưa trong nhiều giờ, nhiều đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện bổ sung mạnh thành phố bị ngập. Đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người trèo lên các phương tiện tiện ích và bệ cao khác, cố gắng thoát khỏi cơn mưa đang tiến lên khi mưa di cư xuống nhiều địa điểm ở Hồng Kông, biến đường phố thành dòng sông. Những dòng nước gây lũ lụt hàng loạt ở một số ga tàu điện gây tắc nghẽn, nhiều người đi bộ bị kẹt trên những con đường ngập nước mưa và một số ô tô bị kẹt do mưa lớn hoặc đường bị hỏng. Một đường hầm ngầm dưới biển nối đảo Hồng Kông với phía bắc bán đảo Cửu Long cũng bị ngập lụt. Chính quyền Hồng Kông đã ban hành cảnh báo mưa màu đen ở mức cao nhất vào lúc 23 giờ 05 phút ngày thứ Năm. Cảnh báo lượng mưa vượt quá 70mm/giờ. Được biết, nhiều khu vực ở Hồng Kông đã bị ngập vào lúc 23 giờ và cảnh báo của chính quyền đưa ra là không kịp thời. Liên quan đến vấn đề này, một quan chức chính phủ Hồng Kông cho biết cảnh báo mưa lớn không giống cảnh báo bão, vị trí và hướng đi của bão có thể được giám sát qua vệ tinh, nhưng tác động của mưa lớn đến các khu vực cụ thể khó khăn hơn nhiều. Lương Dung Vũ, người phát ngôn của Hiệp hội Khí tượng Hồng Kông nói với BBC tiếng Trung rằng mưa lớn có đặc biệt là đến nhanh và phát triển nhanh, thường nằm ngoài phạm vi khả năng dự báo. Ngoài Hồng Kông, mưa lớn cũng đang hoành hành ở miền Nam Trung Quốc. Hồng Kông đã phá vỡ ba thái cực lịch sử của thành phố kể từ khi hồ sơ khí tượng bắt đầu vào năm 1952. Và thành phố bước vào tình trạng chuẩn bị khẩn cấp cho mưa lớn. Thành phố Thâm Quyến thông báo mực nước hồ chứa đã gần đến giới hạn lũ và bắt đầu xả lũ vào lúc 0 giờ 15 phút ngày thứ Sáu. Một số người lo điều này có thể khiến nhiều khu vực phía Bắc Hồng Kông bị ngập. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông chỉ công bố thông tin Thâm Quyến sẽ xả lũ vào lúc 23 giờ 44 phút. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng thời gian dành cho người dân để chuẩn bị quá ngắn. Tại tỉnh Quảng Đông, hàng trăm chuyến bay đã bị đình chỉ. Chỉ khi chính quyền địa phương cảnh báo về lũ quét có thể xảy ra và khu vực dân cư ở các vùng trũng thấp nên nhanh chóng sơ tán. Sáng ngày thứ Sáu, chính quyền Hồng Kông thông báo các trường học sẽ đóng cửa cả ngày, thị trường chứng khoán đình chỉ và công nhân khuyến khích không đi làm trừ khi cần thiết. Nhà cung cấp biết ít nhất 20 báo cáo về sói đất đã được nhận. Hôm thứ Sáu có ít nhất 110 người đã bị thương và được đưa đến bệnh viện trong trận mưa lũ. 4 người trong số đó đang ở tình trạng nghiêm trọng. Chan Kyung-ki hôm thứ Sáu cho biết, đài quan sát đã đưa ra các cảnh báo mưa khác nhau vào các thời điểm khác nhau và chúng tôi được bổ sung thông tin liên tục. Người dân nên chú ý đến diễn biến của mưa lũ và tốc độ của nó. Cơ quan quan sát tiết lộ Hồng Kông nhận định về cảnh báo mưa lớn màu đen và ảnh hưởng của một vùng áp thấp liên quan đến tàn dư của bão Haiku. Mưa lớn đã xuất hiện dọc bờ biển Quảng Đông, Trung Quốc kể từ ngày thứ Năm. Trận mưa như chút nước này xảy ra chưa đầy một tuần sau cơn bão Sao La và Hai Gui tấn công miền Nam Trung Quốc và các khu vực lân cận trong một khoảng thời gian ngắn. Lương Dung Vũ chỉ ra rằng các yếu tố khí tượng như gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở Biển Đông và sự phân tán cao trong khí quyển là nguyên nhân trực tiếp gây ra trận mưa lớn này. Sự nóng lên toàn cầu trực tiếp dẫn đến hơi nước nhanh hơn, tạo độ ẩm trong không khí nhiều hơn, trở thành lượng mưa dữ dội hơn khi có điều kiện thích hợp, từ đó làm tăng cường độ và tốc độ cơn bão nhiệt đới, dẫn đến lũ quét nhiều hơn và thiệt hại lớn hơn. Lương Dung Vũ cho biết, biến đổi khí hậu tạo điều kiện tốt cho những cơn mưa lớn trở nên khắc nghiệt hơn. Ông chỉ ra rằng, dưới sự nóng lên toàn cầu, thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt hơn như nắng nóng, mưa lớn. Đây là kết luận của cộng đồng khoa học.
Ông cho biết những hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi, chẳng hạn như trận mưa lớn ở Bắc Kinh hồi tháng trước khiến 33 người thiệt mạng. Ông nói Bắc Kinh là một nơi tương đối khô cằn, nhưng gần nửa năm trời lại mưa một ngày. Đây đều là phản ánh của thời tiết khắc nghiệt. Một số cư dân mạng cho rằng phản ứng của Hồng Kông trước cảnh báo mưa ngày hôm nay chậm. Quan chức Hồng Kông cũng cho biết lượng mưa lần này cũng vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước đường bộ của thành phố, dẫn đến tình trạng ngập lụt. Lương Dung Vũ đã trả lời bình luận về phản ứng của chính quyền, nhưng cho biết công việc dự báo thời tiết khắc nghiệt là rất khó khăn với công nghệ ngày nay. Tốc độ suy thoái thời tiết có thể vượt qua quá trình tiến bộ của khoa học và công nghệ. Hiện tại, chúng tôi sử dụng công nghệ tốt hơn để dự đoán và phòng thủ, nhưng tất cả công việc của chúng tôi đều có thể bị hủy bỏ bởi sự tiết kiệm trong tương lai. Ông cho rằng, hiện tại, chúng tôi chỉ có thể điều trị triệu chứng, đó là giảm lượng khí thải carbon càng nhiều càng tốt và ngăn chặn tình trạng khắc nghiệt trở nên tồi tệ hơn. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu còn sót lại và gió mùa của bão Haikui, mưa lớn đã rơi ở các khu vực Quảng Đông, Hồng Kông và Macau từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ và thành phố rơi vào tình trạng phòng thủ khẩn cấp mưa bão, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, các hồ chứa và quyết định tiến hành xả lũ khẩn cấp. Do lượng mưa liên tục nên mực nước hồ chứa Thâm Quyến gần với mực nước hạn chế lũ nên quyết định bắt đầu xả lũ vào lúc 0 giờ 15 phút ngày thứ Sáu. Do đó, huyện Phúc Điền, huyện Lạc Hồ và huyện Long Cương đã được thông báo tới tổ chức nhân lực sơ tán khu vực sông. Theo tin tức do thời tiết Thâm Quyến đăng trên mạng xã hội Weibo, tính đến 14 giờ ngày thứ Sáu, mưa bão lớn ở Thâm Quyến đã phá vỡ 7 giá trị cực trị lịch sử, bao gồm lượng mưa tối đa 2 giờ là 195,8mm, 3 giờ là 246,8mm, 6 giờ là 349,7mm và 12 giờ là 465,5mm, phá vỡ kỷ lục của thành phố năm 1952, giá trị cực trị lịch sử kể từ kỷ lục này. Lượng mưa 24 giờ chỉ đứng sau trận mưa xối xả ngày 13 tháng 6 năm 2008. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 524,4mm, lượng mưa lớn nhất trong 48 giờ là 577,9mm và lượng mưa lớn nhất trong 72 giờ là 614,6mm. Trong số đó, quận Lạc Hồ, quận Phúc Điền và quận Long Hoa đứng đầu về lượng mưa. Đối với giao thông công cộng, để đảm bảo an toàn vận tải đường sắt, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã thực hiện các biện pháp như đi đường vòng và tạm dừng các tuyến liên tỉnh Quảng Châu – Thâm Quyến. Hôm thứ Sáu, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Thâm Quyến, hồ chứa nước xả lũ tăng cao. Lối vào và lối ra của ga xe lửa Thâm Quyến bị ngập. Khoảng 100 người bị mắc kẹt và thành phố đã bị đình chỉ trong một ngày. Theo tài khoản công khai quản lý khẩn cấp Thâm Quyến, do lượng mưa liên tục nên mực nước của các hồ chứa ở Thâm Quyến gần đến mức giới hạn lũ. Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt hạn hán và gió ở Thâm Quyến quyết định bắt đầu xả lũ lúc 0 giờ 15 phút vào ngày thứ Sáu, tốc độ dòng chảy 70-80 mét khối trên giây. Lưu lượng xả lũ bắt đầu tăng vào khoảng 3 giờ, tốc độ dòng xả lũ là 120 mét khối trên giây. Lối vào và lối ra của ga xe lửa Thâm Quyến Lạc Hồ bị ngập và khoảng 100 người bị mắc kẹt trong nhà ga. Đường sắt Quảng Châu thông báo vào hôm thứ Sáu, 6 chuyến tàu liên tỉnh Quảng Châu Thâm Quyến đã bị đình chỉ và 2 chuyến tàu xuyên tuyến tại ga Quảng Châu đã bị đình chỉ. Tại ga Đông Quảng Châu, 14 chuyến tàu liên tỉnh Quảng Châu Thâm Quyến bị đình chỉ và 2 chuyến tàu chèo cũng bị đình chỉ. Cùng ngày, cảnh báo mưa bão đỏ được ban hành ở nhiều nơi ở Quảng Đông. Tất cả các trường học, nhà trẻ và cơ sở đào tạo ở quận Hải Châu và quận Phiên Ngung của thành phố Quảng Châu, thành phố Thâm Quyến, thành phố Giang Môn và thành phố Trung Sơn đều bị đình chỉ hoạt động trong một ngày. Hai ngày sau khi bão Haikui tàn phá Đài Loan, đổ bộ vào Trung Quốc lúc 7 giờ sáng hôm thứ Năm, chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm, 3 người mất tích. Theo thông tin truyền thông Trung Quốc, bão Haikui đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc lúc 7 giờ sáng nay và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 8 giờ nhưng vẫn mang theo mưa gió lớn vào Trung Quốc. Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 300mm. Khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 9, một xe cứu hỏa của đội cứu hỏa huyện Dông Tai, thành phố Phúc Châu đang trên đường đi cứu hộ thì bị lũ cuốn trôi. Lúc đó, trên xe có 9 người, 6 người bị thương, cứu được 3 người mất tích và số người còn lại đang được tìm kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới